Tụi nhỏ bây giờ nó cũng có nhiều ước mơ tuyệt vời, giống như là các em hồi xưa vậy đó. Sẽ có một giải thưởng đặc biệt dành cho người chiến thắng. Đó chính là được đặt tên cho cây phượng mới trồng ở dưới sân trường. Ba thằng thi sĩ bình minh đó mà thi gì. Hay là giờ Hạnh với Quý về quê Tiểu Long chơi đi. Cứ làm theo kế hoạch này, Quý tin chắc tụi mình sẽ có một mùa hè không thể quên được cùng với nhau. Long. Cái gì đây? Con bò đó. Tao ghét bò. Anh Nam ơi, con về rồi nè. Ông nội. Anh Long. Lương. Chiều nay mấy anh chị rảnh không? Chi vậy? Em cáp kiểu cho mấy anh chị đi quýnh lộn chơi. Thằng nào là Tiểu Long? Cả tụi mày nữa, tụi mày là ai? Họ đúng câu rồi đó. Bởi vì tụi này thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp. Từ khi mày về đây á, tao thấy mày dùng võ miệng không vậy? Cái thằng chết nhát. Đừng có làm chuyện hồ đồ. Minh chủ võ lâm còn ở đây. Võ Anh Cương. Sống hơn chục năm nay, tao chưa thấy ai đỡ được chiêu thiết độc công của Long. Giờ sao tự nhiên thấy lạnh ngang à? Ủa sao lạnh mày? Tại yếu ngồi gió nên lạnh á. Tiểu Long ơi là Tiểu Long. Nhị, tao tức á. Sao tự nhiên mày lại thôi có... đi. Ủa thấy Long như vậy chưa đủ hay gì? Quý chỉ biết nghĩ cho bản thân Quý thôi. Sao vậy Quý? Những chuyện tao làm thì có gì là sai? Mày cũng phải để cho thằng Quý này một cái thành tích để bằng với tụi bay chứ. Thành tích đó vậy Quý? Còn quan trọng hơn mùa hè quyết tóc của tụi mình hả? Tao với mày từ nay về sau không bạn bè gì nữa. Long ơi, phải đi. Tình bạn mà con, cùng sai, cùng sửa, để cùng trưởng thành. Thời gian hãy lướt qua, lướt qua ngày xưa nhớ nhung với những bạn thân. Trên có trời cao, dưới có cây phượng. Tụi con xin hứa sẽ là bạn thân suốt đời. Đúng một cái nhảy xuống nước tự nổi lên liền à. Có đứa nào thử chưa? Dạ có. Rồi nó biết bơi không? Dạ nó không biết bơi mà nó biết đau.